Hello, em xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, cho em Toàn xin gửi một lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Hôm nay em đang ở cửa hàng đồ gốm xứ của Nhật. Và em đang ở bên cạnh có bộ ấm trà này rất là đẹp. Em sẽ quay lên cho các bác cùng xem. Xem có các bác nào mà có nhu cầu muốn sở hữu, mua về trưng bày và uống trà tiếp khách quý thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đây, em xin phép là đầu tiên em giới thiệu với các bạn các bác là cái ấm đó. Cái ấm này là toàn bộ là vẽ tay nhé, họa tiết vẽ tay và giác vàng. Đây là toàn bộ là giác vàng này mọi người, rất là đẹp luôn. Đấy, đây mọi người nhìn thấy chưa, quá là đẹp luôn phải không mọi người. Bộ này gọi là bộ bách hoa vẽ vàng đó mọi người nhé, chuyện mộc đầy đủ đây mọi người này. Cung ta đi này, mọi người thấy lóng lánh vàng mới chưa? Bộ này là những bộ này là bộ mới nhé mọi người nhé, chưa qua sử dụng một tí nào. Đây mọi người, đấy. Ở cái cửa hàng này khá là xa. Ví dụ mà có các bác nào mà muốn mua là phải đặt em xong rồi em mới đi lấy, chứ em cũng không lấy về nhà nhé mọi người nhé. Đấy là em báo trước các bác là như thế. Còn các bác nào muốn mua thì cứ liên hệ với em. Đây, đọc gốm mọi người nhé. Đấy, em đặt này đây. Em quay cho các bác xem đây. Đây cái ly trà của nó đây mọi người. Mọi người quá là chất luôn. Này, cứ tặng đi vẽ vàng này mọi người. Bộ này quá xứng đáng để về để mọi người sưu tầm mọi người. Mọi người thấy đẹp không? Quá là đẹp luôn. Sạch tương luôn, mới cứng luôn. Em xin phép là em đo kích thước cho mọi người. Em quay dịch lại đây để anh đo kích thước. Mọi người, đây là miệng của nó đây nhá. Miệng của nó là 8,5. Chiều cao của nó là 5,5 nhá mọi người nhá. Chiều cao 5,5. Đây cái nắp nó đây. Em đo cái nắp luôn cho mọi người xem. Đấy, nắp đó là 9,7, khoảng 9,7. Em sẽ đậy lên như này. Đây là em sẽ đo cái ấm cho các bác xem. Chiều cao của ấm là 8,6 nhé mọi người nhé. 8,6. Chiều cao 8,6. Chiều sâu của cái ấm này là từ cái vòi này ra đến miệng này là vào khoảng 13,5 nhé mọi người nhé. 13,5. Còn vào cái quai ấm này nó ra đây là nó vào 15,6. 15,6 nhé mọi người nhé. Đây, em quay này cho mọi người xem. 15,6, rất là đẹp luôn, chuyện mộc đầy đủ luôn. Hàng này thì em bảo đảm với các bác là hàng vẽ tay 100%. Hàng của em là toàn bộ là em đang ở bên Nhật, em sẽ đi đến các cửa hàng em quay cho các bác. Nếu các bác nào ưng giá nào em sẽ ưng cái mẫu nào em sẽ xuống em lấy hàng về em gửi về cho các bác, nên là các bác yên tâm, không có hàng giả, không có hàng lộn nhộn. Giá cả thì cửa hàng nó bán như nào em lấy giá em tính công em bán cho các bác. Đây các bác xem này, vàng rất là đẹp luôn. Nếu các bác mà xem video này của em mà các bác nào mà ưng thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Ơi em xin chào tất cả mọi người nhé. Cho em gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người đang xem video nhé. Em xin chân thành cảm ơn mọi người. Em chào mọi người.